Này là quay cái đầu giác của cái máy quay phim bà Trinh, quay cho mọi người coi cho vui. Này là mua ở Amazon. Này thì nó không có mắc tiền đâu, mua mình thấy thích là được. Nên để cái bình cháy nổ gì nè. Cái này là cái đầu kẹp điện thoại. Cái ba chân được như thế này là đứng lên. Cái này là gắn điện thoại, còn cái này là cái remote. Trung Quốc làm camera 360 độ. Cái này mình kéo dài ra, kéo dài ra nó khoảng 1m4, nó có cục pin trong này mà. Cái gì không biết, cái đầu canh nước canh bằng. Thước đo ngại á. Cái này nè. Mình muốn quay nằm quay. Đỡ điện thoại lên. Bấm cái remote. Đây là sách hướng dẫn mình có gì hết. Xếp nó lại rất gọn, xếp lại khoảng chừng
đúng cách mấy. Ừ, một gian, hai gian, hai gian, hơn hai gian xíu. Cái này thì nó không có mắc tiền, tại vì mình thích cái kiểu của nó. Nó hơi hơi được được thôi, chứ không nhiều tiền. Cái này nó xây, còn cái này mình gặt mình chỉnh. Quay cho mọi người coi cho vui xem nha. Đây ba trình đơn giản lắm. Để gắn điện thoại để quay. Mình díu hay mình nói chuyện gì đó tìm. Cái này nó kéo ra nè. Dây trình nó mình bấm cái nút này nè, nó kéo ra. Làm nó cũng gọn hơn chứ không còn phải là gì. Đơn giản thôi. Xin chào mọi người nhé. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, vui vẻ. Rồi nhớ ủng hộ kênh cho mình. Thì còn nếu mà coi mà thích vui thích thì bấm subscribe đăng ký dùm cho mình. Cảm ơn kênh, xin cảm ơn mọi người nhiều.